Xin chào mọi người, hôm nay Trần Liêm trả lời một cái thắc mắc của khách hàng là hỏi Trần Liêm tiếng guitar phòng trà hoặc là tiếng đàn sến nó nằm ở đâu ở trong cái cây đàn đang sử dụng bộ V25. Thì V25 từ SX720 trở lên á, thì những cái tiếng nó được sắp xếp ở hai cái vị trí. Một là trong expansion user bên phần void, ha mọi người thấy chữ void ở đây. Thì mọi người sẽ tìm trong đó là sẽ ra. Void đây nè, bấm vô lúc này một cái. Khi mà mọi người bấm vô rồi á, thì nó nằm ở hai bên. Mọi người thấy vô Trần Liêm trên đây là ray 1 nha. Nó một là nó nằm trong USB, hai là nó nằm trong expansion. Expansion là nó bao gồm những cái bộ drum kit, những cái tiếng nguyên liệu, ví dụ như mọi người muốn nấu cháo thì nguyên liệu của cháo là gì? Phải gạo không mọi người? Rồi, tiếng sampler và băng tiếng cũng như là một cái tô cháo vậy đó. Còn tiếng nó là cái nguyên liệu để làm thành băng tiếng. Thông thường á, nhạc công chỉ sử dụng ở trong đây thôi. Tuy nhiên, về mọi người nhớ, đặc biệt là những người mới học hoặc là những người mới chơi á, thì mọi người luôn muốn tìm tòi làm theo ý thích của mình, thì mọi người sẽ chọn những cái tiếng có sẵn ở bên trong đây gán vô đây, hoặc là mọi người chọn những cái tiếng yêu thích của mọi người. Thì cách chọn như sau: bấm vô chữ user đây một cái, ví dụ như giờ tiếng đàn sến đi nè, đàn sến thì bấm vô expansion, bấm cho Trần Lim chế trang B3 BS V25, bấm vô B1 B2 B3 nè, nó có chữ đàn sến này ha. Đàn sến thì nó có hai phong cách chơi, một giống như là cái tiếng lead sến vậy đó, tiếng hai nè giống như tiếng đàn kìm. Đó là cái tiếng đàn sến nha, anh chị em lưu ý giúp Trần Liêm là nó nằm ở trong thư mục đó. Hoặc là mọi người tôi muốn tìm những cái tiếng đàn khác á, thì qua USB bấm vô cái chữ là void SX920 hoặc là SX720, bấm vô chữ void. Rồi ở đây một đống tiếng ở trong đây luôn, mọi người xoay bánh xe đi mọi người tìm. Đàn tỳ bà, đàn nhị đồ đó ha, nhiều lắm. Guitar Gudin nè. Những cái tiếng trong USB thì đã được chỉnh sửa rồi, còn những cái tiếng nguyên liệu ở bên expansion á thì nó sẽ hơi bị khô một chút xíu. Guitar sến nè. Đó. Listen. Tiếng này nó nomad á, trong Campuchia nhưng mà ở Việt Nam mình cũng gọi là tiếng đàn sến được nha. Đó. Hoặc là những cái tiếng tiếp theo sến nè. Tiếng này ma mị lắm nha, tiếng này đánh mấy bài gì trữ tình ma mị lắm. Sến. Đầy đủ trong đây hết nha. Rồi đặc biệt có những tiếng saxophone. Mọi người tìm mấy bộ sampler khác, đảm bảo không có những tiếng độc lạ như thế này đâu nha. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video, và đó là cái cách để chọn tiếng đàn sến. Ngoài ra thì muốn mà chọn tiếng đàn guitar phòng trà thì mọi người vô cái chữ B, kiếm cái chữ B. B B B B bút là vì á, đây nè. Nhưng mà bây giờ nhiều anh chị em không biết thì Trần Liêm ghi luôn cái tiếng guitar vô thường này. Trần Liêm ghi cái tên là guitar vô thường luôn để cho mọi người dễ biết. Guitar vô thường. Nhiều anh chị em không có tìm trong đây rồi hỏi Trần Liêm sao có hay không có. Có chứ mọi người, guitar vô thường nè. Đó, tiếng guitar vô thường hoặc là tiếng bút la vi đó, là hai tiếng đó là tiếng guitar phòng trà đó nha. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.